Hello, xin chào tất cả các bạn ơi, hôm nay kênh Đồ Chơi sẽ dẫn các bạn đi tìm những món đồ chơi nha. Bây giờ cũng trễ rồi, chúng ta cùng nhau đi thôi nào. Ở đây nè các bạn, ở đây thì mình phát hiện có một chiếc xe gì cũng khá là đẹp nè các bạn ơi. À, đây là một chiếc xe cứu hỏa nè các bạn ơi. Wow, đẹp quá đi à. Ở trên đây thì có những chiếc xe police cảnh sát nè các bạn ơi. Wow, đẹp quá. Mình di chuyển chiếc xe mà không ngã luôn nè các bạn ơi. À, hay chưa, hay chưa. Mình sẽ lấy những chiếc xe này xuống nha. Một chiếc này, hai chiếc này các bạn, ba chiếc xe police cảnh sát nè. Wow, những chiếc xe này thì có màu trắng và màu đen, nhìn rất là ngầu nha các bạn. Ở trên đây thì có hai cái đèn màu đỏ và màu xanh nè các bạn ơi. À, chạy nè. Wow, đi làm nhiệm vụ thôi nào các bạn ơi. Còn đây là chiếc xe cứu hỏa nè các bạn ơi. Cái đầu cabin cũng khá là đẹp luôn các bạn. Trong cabin thì có một anh tài xế và một anh lơ đang ngồi trên ghế đó các bạn ơi. Wow, còn đây là cái cầu thang các bạn ơi, khá là dài luôn các bạn. À, trên đây thì có một cái vòi xịt nước nha. Đó, hay quá. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái động cơ của chiếc xe này nha các bạn ơi. Đó, mạnh lắm luôn các bạn. Bip 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 bip. Ôi, chạy nhanh quá các bạn. Các bạn ơi, ở đây thì mình phát hiện có một chiếc xe gì nè. Wow, chiếc xe này bự quá các bạn. À, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông các bạn ơi. Có cái bồn nè. À, mình xây cái bồn. Ui các bạn ơi, mình phát hiện ở trong cái bồn này nè có chứa những cái thanh Lego này các bạn ơi, có đủ màu sắc luôn nè. À, hay quá các bạn ơi. Có một anh tài xế nè. Rồi xem cái đầu xe nha. Wow, các bạn ơi, cái cabin này có một cái khuôn mặt cười rất là ngộ nghĩnh luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Wow, còn đây là những cái bánh xe nè các bạn. Wow, đẹp luôn các bạn ơi. Một chiếc xe rất là đẹp luôn. Chạy thế nào. Wow, động cơ chạy rất là nhanh luôn đó các bạn. Ôi các bạn ơi, một thế giới xe đồ chơi. Mình lạc vào một thế giới xe đồ chơi luôn các bạn ơi. Có rất là nhiều món đồ chơi yêu thích luôn các bạn ơi. Yeah. Rồi ngày hôm nay mình sẽ khám phá tất cả món đồ chơi ở đây cho các bạn xem nha. Ở đây thì mình thấy có một cái đòn tàu lửa nè các bạn ơi. Bip 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 bip. Bip 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 bip. Wow, chiếc xe này đẹp thiệt các bạn ơi. Ơi, bị gớt một cái toa tàu rồi các bạn ơi. Mình sẽ gắn lại nha. Gắn lại nè. Đó, mình để chiếc xe cẩu múc cát lên nè các bạn. Và chạy đi thôi các bạn ơi. Wow, đẹp thiệt các bạn. Cái đoàn xe này có đủ màu sắc luôn các bạn ơi. Đó, đẹp quá à. Xe cẩu múc cát nè các bạn ơi. Là xe ben chở cát nè. Cái đầu xe lửa nè. Quá đẹp luôn nha các bạn. Rồi, tiếp tục vô đây. Ở đây thì mình có một chiếc xe cẩu múc cát nè các bạn ơi. Đó, trên cabin thì có một anh tài xế nè. Bây giờ anh tài xế sẽ điều khiển múc cát nha. Đó, hay chưa? Hay chưa các bạn? Ồ, hay quá à. Rồi các bạn, mình sẽ lấy chiếc xe ben nha. Đó, lấy chiếc xe ben này mình múc cát lên nha các bạn. Múc cát nè. Đó, để lên xe ben nha các bạn ơi. Hay chưa? Tiếp tục múc nha. Wow, hay quá đi các bạn. Rồi tiếp tục. Ở đây thì mình có một chiếc xe gì nè các bạn ơi. À, xe tải chở xe cẩu múc cát nè các bạn ơi. Wow, chiếc xe này đẹp thiệt các bạn. Chiếc xe này chạy bằng bánh xích luôn nè các bạn ơi. Ui, có cái đèn này các bạn. Hình như là chiếc xe này điều khiển được nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái đầu mốt này nha. À, đầu mốt này thì có rất là nhiều nút nè các bạn ơi. À, bây giờ mình sẽ học cách vận hành nha. Bấm thử nha các bạn ơi. Ui, 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 hoạt động kìa các bạn ơi. Hay quá, hay quá, hay quá. Ui, 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 ui. Hay quá các bạn ơi kìa. Cẩu nè, cẩu nè. Wow. Bây giờ mình sẽ cho chiếc xe này chạy nha. Chạy nè các bạn. Wow, 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 wow. Chạy nè. Đó, chạy xuống nè các bạn ơi. Ngã luôn các bạn. Rồi, lại nha, lại nha. Rồi, chạy tới nè. Chạy lui nè. Wow, xoay nha. Mình sẽ xoay nha các bạn. Wow, chiếc xe này hoạt động hay quá các bạn. Bây giờ mình sẽ cho chiếc xe này múc cát nha các bạn ơi. Rồi, múc cát nha. Hay chưa các bạn. Múc cát thì mình sẽ bấm cái nút này nha các bạn ơi. Nè, xem nè các bạn. Múc cát nè. Chạy tới nè. Wow, chạy tới đây mình múc cát nha. Mình sẽ tạo một cái núi cát để cho xe cẩu múc nha các bạn. Rồi, bấm nút này nha các bạn ơi. Rồi, múc nè. Ôi ôi ôi, xoay qua đây xíu nha các bạn. Rồi, múc nè, múc nè. Wow, hay quá các bạn ơi. Rồi, mình đã khám phá được một chiếc xe tải và một chiếc xe cẩu múc cát nha các bạn. Tiếp tục thôi. À, các bạn ơi, một chiếc xe tải chở chiếc xe siêu xe Lamborghini nè các bạn ơi. Wow, chiếc xe này đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Chiếc xe này thì có màu gì các bạn ơi? Có màu xanh lá và cái kính thì có màu đen nha. Wow, nhìn quá đẹp luôn. Cái màu sắc thì nhìn rất là sặc sỡ nha các bạn ơi. Đó, xem động cơ của chiếc xe nha. Wow, Quá đẹp luôn, chạy thế nào. Lên xe. Đó, chạy thế nào các bạn ơi. Wow, chiếc xe này chạy nhanh thiệt luôn các bạn ơi. Chạy về nha các bạn. Wow, chạy về. Rồi tiếp tục mình vô đây mình khám phá nha các bạn ơi. Ở đây thì mình có một chiếc xe cần cẩu nè các bạn ơi. Wow, xe cần cẩu cứu hộ nha. Mình kéo cái cần ra nha các bạn. Wow, rất là dài luôn các bạn. Còn đây là cái đầu xe cabin nha, nhìn rất là ngầu. Bên trong ghế thì có một anh tài xế và một anh lơ nè các bạn. Chiếc xe này thì có rất là nhiều màu nè, màu xanh dương nè, màu vàng nè, màu đỏ nè các bạn. Cái bánh thì có màu trắng nè các bạn ơi. Cái mâm có màu trắng và cái lớp thì có màu đen các bạn. Ở sau cẩu thì có một anh tài xế nữa các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ cẩu một chiếc xe nào đó nha các bạn ơi. Cẩu chiếc xe này nha. Wow, hay chứ các bạn ơi. Giống như một cái trò chơi câu cá gì đó các bạn. Mình sẽ tiếp tục mình cẩu nha. Hay quá, dính rồi các bạn ơi. Kéo lên nào các bạn. Wow, chơi trò này vui quá các bạn ơi. Câu cá nè, câu cá nhận thưởng thôi các bạn ơi. Tiếp tục nha. Wow, hay chưa các bạn. Chiếc xe cẩu này lại hại ghê luôn á. Rồi cẩu ra nè, cẩu ra đây mình khám phá nha các bạn. Rồi bị dính rồi các bạn ơi, đợi mình tí nha. Rồi tiếp tục mình cẩu nè. Rồi dính nè. Dính, yeah, hay quá các bạn ơi. Xe cẩu mút két nè. Rồi tiếp tục mình sẽ cẩu chiếc xe này luôn nha các bạn. Cẩu chiếc xe bên đây đi. Dính. Wow, ôi, ngã rồi các bạn ơi, ngã rồi. Làm lại nha các bạn. Khó dính lắm các bạn ơi. Đợi mình một tí nha. Nè, mình sẽ đỡ chiếc xe này vậy và tiếp tục mình cẩu nha. Đó, lần này thì dính rồi nha các bạn. Wow, ở trên kia còn hai chiếc kìa các bạn ơi. Mình cẩu luôn nha, Ui. Wow, chơi trò chơi này rất là vui nha các bạn. Giống như trò chơi câu cá vậy đó các bạn. Ở đây thì mình có một chiếc xe cẩu mút cát này các bạn ơi. Wow, nhìn rất là bự và to luôn nha các bạn. Mình sẽ ra đây mình mút cát này các bạn ơi. Mút cát nè, xây cẩu nè, mút cát nè các bạn. Chiếc xe này mới lắm nha các bạn ơi. Chiếc xe này thì có hai màu nha, màu vàng và màu xanh nước biển nha các bạn. Cái đầu xe thì khá là ngầu luôn. Cái mâm thì có màu vàng nè các bạn. Mình múc két nha. Hay quá à. Đâu chiếc xe ben của chúng ta đâu ta? Đây nè các bạn. Đó. Múc két lên chiếc xe ben nha. Múc két lên. Một gầu nữa là đầy xe rồi các bạn ơi. Đó, hay chưa các bạn. Rồi, đi đổ cát nha các bạn ơi. Đó, đi đổ cát. Quá tuyệt vời luôn, chạy về đó các bạn ơi. Wow, cái động cơ này chạy nhanh thiệt luôn các bạn. Tiếp tục. Ở đây thì mình có một chiếc xe chở rác nè các bạn ơi. Wow, chiếc xe này thì có ba màu nha các bạn ơi. Cái đầu xe thì có màu gì các bạn? Có màu vàng, cái thùng thì có màu xanh lá cây. Còn cái bẩn thì có màu cam nha các bạn ơi. Wow, nhìn chiếc xe này cũng khá là đẹp nha các bạn. Nhưng mà chiếc xe này hơi cũ nha. Rồi, tiếp tục. Ở đây thì mình có một chiếc xe cẩu mút cát khá là mới luôn nè các bạn ơi. Wow, mới lắm nha. Đó, bên trong thì có một anh tài xế luôn nè. Bây giờ thử mút cát nha. Đó, chiếc xe này thì chạy bằng bánh xích nha các bạn ơi. Có thể chạy được rất là nhiều địa hình cồng kềnh luôn nè các bạn. Đó, chạy nha. Đó, chạy lên những chiếc xe này luôn đó các bạn ơi. Ở đây thì mình có một chiếc xe bồn trộn bê tông siêu bự. Ở đây thì có một cái trục quay nè các bạn ơi. Bị hư rồi. Xây được nè, xây được nè các bạn ơi. Đó, quá hay luôn. Rồi, xây cái bồn này các bạn. Xây được rất là nhiều vòng luôn các bạn ơi. Chiếc xe này thì được thiết kế rất là nhiều màu sắc luôn các bạn ơi. Đó, đẹp quá đi à. Chạy vô nha. Xem động cơ của chiếc xe này nha các bạn. Đó, chạy nè. Wow. Wow, chơi trò chơi vui quá các bạn ơi. Rồi, sớm giờ mình đã tìm và khám phá được rất là nhiều chiếc xe cho các bạn xem luôn ha. Bây giờ mình sẽ xem lại những cái món đồ chơi ở đây nha các bạn ơi. Xe cẩu nè các bạn, xe bồn trộn bê tông lắp ráp nè, xe tàu lửa nè các bạn, xe ben chở cát nè, xe cần cẩu nè các bạn, xe cần cẩu múc cát, xe tải chở ô tô nè các bạn ơi, xe cẩu múc cát, xe chở rác nè các bạn ơi, và rất là nhiều chiếc xe cẩu múc cát luôn nha. Đó, các bạn xem nè, rất là nhiều luôn, rất là nhiều xe cẩu múc cát luôn, xe trộn bê tông nữa nè các bạn ơi. Wow, có rất là nhiều chiếc xe công trình luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ mang những cái món đồ chơi này về nhà mình vệ sinh sạch sẽ rồi mình cất nha. Hôm nào mình sẽ mang ra mình cho các bạn chơi nữa. Sớm giờ mình chơi thì mình cũng khá là mệt rồi các bạn ơi, mình đói bụng lắm rồi, mình về nhà ăn cơm đây. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh Đồ Chơi nha. Let's go.